men theo dòng Cổ Cò, dạo khắp miền sông, núi Ngũ Hành Sơn non nước. Bạn sẽ cảm nhận một mùa xuân thật khác. Không chỉ có hoa thơm, cây cối đâm chồi nảy lộc, một màu xanh mát lành, mà còn là mùi hương của bình yên với một không gian văn hóa tâm linh đầy bản sắc. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình 360 độ du lịch Đà Nẵng. Thưa quý vị, mùa xuân luôn là mùa đặc biệt nhất trong năm bởi nó mang ý nghĩa của sự tươi mới, của nguồn năng lượng mới, của nhựa sống. Và đến với vùng đất địa linh nhân kiệt, non nước, Ngũ Hành Sơn vào những ngày đầu xuân như thế này sẽ mang đến cho quý vị sự tươi tắn, mát lành với hoa thơm và gió nhẹ và của sự từ bi hoan hỷ của nơi được xem là cái nôi của Phật giáo Đà Nẵng. Và trải nghiệm Ngũ Hành Sơn non nước vào mùa xuân sẽ là món quà mà chương trình 360 độ du lịch kỳ này muốn mang đến quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. Một trong những khung cảnh tươi đẹp tại Ngũ Hành Sơn non nước mà bạn rất nên đến thăm chính là con đường Sư Vạn Hạnh ở phường Hòa Hải với rất nhiều ngôi chùa trang nghiêm, được trang trí hoa, cây cảnh đẹp mắt dọc hai bên đường. Và cuối đường Sư Vạn Hạnh, giáp sông Cổ Cò là không gian của một ngôi chùa nổi tiếng, được xem là nơi linh thiêng bậc nhất tại Ngũ Hành Sơn nói riêng và Đà Nẵng nói chung, với rất nhiều công trình nổi bật về Phật giáo. Thưa quý vị, thật khó để mô tả hết sự đặc biệt về phong thủy, địa thế, cảnh sắc của Ngũ Hành Sơn bởi bề dày về lịch sử và chiều sâu về văn hóa. Và với dòng Cổ Cò, được mệnh danh là dòng sông linh thiêng của Đà Nẵng bắc ngang qua Ngũ Hành Sơn, đã làm cho mảnh đất này thêm huyền bí và linh thiêng. Quần thể danh thắng Ngũ Hành Sơn được ví như là hòn non bộ giữa lòng thành phố Đà Nẵng và được xem như là một sơn kỳ thủy tú mà tạo hóa đã ban tặng cho mảnh đất con người Đà Nẵng. Tại danh thắng Ngũ Hành Sơn thì có rất nhiều giá trị nổi bật, riêng có và độc đáo. Trong đó có thể nói rằng giá trị tiêu biểu của danh thắng Ngũ Hành Sơn chính là giá trị về mặt cảnh quan thiên nhiên, thứ hai là giá trị về mặt lịch sử, thứ ba là giá trị về mặt văn hóa, thứ tư về mặt khảo cổ, và giá trị đặc biệt độc đáo nữa có thể nói là giá trị về mặt kinh tế và du lịch. Ngoài các giá trị đặc biệt hiện có thì còn rất nhiều những giá trị tiềm ẩn, ví dụ như là những giá trị về mặt sinh thái, những giá trị khảo cổ mà chưa đánh giá hết, hay là những giá trị của lễ hội gắn liền với làng nghề truyền thống đã tồn tại hơn 400 năm cho đến hiện nay. Được thành lập vào năm 1957, chùa Quán Thế Âm hay còn gọi là chùa Quan Âm nằm ngay dưới chân núi Kim Sơn, một trong 5 ngọn Ngũ Hành Sơn. Tới chân chùa nổi tiếng của Đà Nẵng này, bạn sẽ được nghe kể câu chuyện ly kỳ về giấc mơ của Hòa thượng Thích Pháp Nhãn. Trong giấc mơ huyền vi đó, của Hòa Thượng đã thấy Ngài Quán Thế Âm ứng hiện ở nơi Động Thiên. Và theo đó, vị Hòa Thượng này đã tìm thấy ngôi thạch động tự nhiên có tôn tượng Quan Âm. Kể từ đó, chùa Quan Âm đã được hình thành nên. Thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi có cuộc gặp gỡ với Thượng tọa Thích Huệ Hưng. Thầy sẽ nói cho chúng ta rõ hơn về giá trị văn hóa tại danh thắng nổi tiếng này. Vâng ạ, xin được chào thầy ạ. Và nhân chương trình hôm nay thì thầy có thể chia sẻ cho quý vị khán giả được biết về những cái giá trị riêng có về văn hóa, về lịch sử và giá trị tâm linh tại danh thắng Ngũ Hành Sơn non nước này được không ạ? Ngũ Hành Sơn là một thắng cảnh văn hóa thiên nhiên. Trong quần thể này gồm có 5 ngọn núi. Những ngọn núi này có những hang động do thiên nhiên tạo nên. Trong không gian thiêng liêng ấy, những điều cầu nguyện sẽ thấm vào trong tâm hồn và tấm lòng của mọi người, hướng về Phật, hướng về niềm tin thiêng liêng, trong niềm tin của chính mình, và như cảm nhận một năng lượng đem đến sự bình an, yêu thương của chư Phật với chư Bồ Tát. Du khách sẽ thông thả, tản bộ, thưởng ngoạn những cảnh đẹp mà nơi thắng cảnh Ngũ Hành Sơn được thiên nhiên ban tặng. Những cảnh núi, những hành thể diệu kỳ, những sự kỳ vĩ của thắng cảnh hài hòa với sông, biển và mây trời, nó tạo nên một không gian phong cảnh hữu tình. Không chỉ nổi tiếng về sự linh thiêng, chùa Quan Âm còn đặc biệt bởi vẻ đẹp thiên nhiên, non nước hữu tình, khiến bất kỳ ai đến đây, dù chỉ một lần, cũng nhớ mãi không quên. Thưa quý vị, một trong những điều tuyệt vời khi du khách đến với Ngũ Hành Sơn chính là không gian xanh mát, trong lành. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với ốc đảo Minh Đường, một không gian xanh nằm giữa mênh mông sông nước. Bao quanh là nước, Minh Đường Quán Thế Âm nổi lên như một thế giới riêng biệt với màu xanh của cây trái và sắc hoa tươi. Trong tầm nhìn ra dòng sông Cổ Cò xanh mát, thơ mộng, du khách sẽ cảm thấy như đang hòa mình với thiên nhiên, đặc biệt là giữa hương sắc mùa xuân tươi mát, an lành của đất trời. Mỗi khi xuân về, tại người dân, Phật tử, bà con, bá tánh tại Đà Nẵng, tại nhiều nơi đều nhớ đến Ngũ Hành Sơn, đều hướng về Ngũ Hành Sơn để về cảm nhận một năng lượng kỳ diệu nơi danh lam thắng cảnh văn hóa nổi tiếng của Đà Nẵng cũng như của đất nước. Và chính một sự hài hòa của cảnh quan thiên nhiên, của những hình ảnh ngôi chùa, những hình ảnh của Bồ Tát, của Phật, và những không gian mà rực rỡ cỏ cây và sắc màu, nó tạo nên một cảnh quan văn hóa thiên nhiên vào trong mùa xuân. Nó làm cho mọi người luôn luôn có một sức hấp dẫn, thu hút để về chiêm bái, để cầu nguyện. Trong quy hoạch, đồ án quy hoạch của thành phố sửa đổi, và hiện nay thì đơn vị cũng đang phối hợp với các ngành để tham mưu quy hoạch di tích quốc gia đặc biệt. Thì trong đó thì cái tầm nhìn quy hoạch của thành phố đến năm 2030 và tầm nhìn 2045 ấy, thì đã xác định cái khoảng không gian và định hướng phát triển về phía Nam, trong đó quy hoạch danh thắng Ngũ Hành Sơn thành công viên văn hóa lịch sử. Và hiện nay thì chúng tôi cũng đang tiến hành lập đồ án để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trong đó là chúng ta sẽ tạo cái mảng xanh giữ những cái nét sinh thái và yếu tố đến giá chú trọng đến yếu tố gốc của giá trị, để đảm bảo làm sao đó là chúng ta giữ gìn một cái hệ sinh thái cảnh quan thiên nhiên với gắn liền với đời sống dân sinh, và cố gắng là chúng ta sẽ phủ xanh thêm cái hệ sinh thái tại danh thắng Ngũ Hành Sơn. Trong đó thì hiện nay thì cái việc lập quy hoạch này sẽ được triển khai, và nếu như quá trình mà được Thủ tướng phê duyệt thì chúng ta sẽ có cơ sở để đầu tư và phát triển thêm cái hệ sinh thái xanh, và đặc biệt là phía tây của ngọn Thủy Sơn. Hoa thơm, rau xanh mang đến nguồn năng lượng tích cực chính là món quà vô giá mà ốc đảo Minh Đường nói riêng và Ngũ Hành Sơn nói chung mang đến cho người dân và du khách mỗi độ xuân về. Món quà từ thiên nhiên cộng hưởng với bàn tay chăm sóc yêu thương của con người đã đem đến cho chúng ta thật nhiều cảm xúc giá trị. Đến với Minh Đường Quán Âm, chùa Quán Âm, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, bạn như được trở về với cõi tĩnh tại, lắng nghe nhịp trái tim mình, đưa ý nghĩa trở về với nội tâm, để trí tuệ tinh tấn hơn và trái tim yêu thương hơn. Thưa quý vị, vài giờ để trải nghiệm một vòng quanh Ngũ Hành Sơn, từ những ngôi chùa cổ kính tới ốc đảo xanh trong giữa lòng Cổ Cò, đã mang đến cho chúng ta thật nhiều ấn tượng và cảm xúc thật tươi mới của thiên nhiên và mùa xuân. Và không cần phải đi đâu quá xa mà ngay tại thành phố Đà Nẵng đã và luôn hiện diện một thắng cảnh thiên nhiên tươi đẹp với bề dày văn hóa lịch sử và mang hơi thở cuộc sống sinh sắc và đầy yêu thương đến với mọi người. Và chương trình 360 độ du lịch kỳ này của Đài Phát Thanh Truyền hình Đà Nẵng cũng xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những hành trình tiếp theo.